Kính thưa quý cô và anh chị em, Thành Hương, Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy hôm nay thân mến. Chúng ta được giáo hội chỉ cho chúng ta biết vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống của người tín hữu chúng ta, những người con của mẹ, những người tin vào Chúa Giêsu, những người là con cái của Thiên Chúa. Và đức tin đó được hình thành khi mà người mẹ của chúng ta bế chúng ta đến nhà thờ, chỉ cho chúng ta thấy đâu là ảnh của Đức Bà, đâu là nơi Đức Bà đứng ở trong một cái núi đá nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó gợi lên cái hình ảnh của Đức Bà, của Đức Mẹ. Và có rất nhiều người công giáo, những bà mẹ công giáo tốt lành, ngay từ sớm khi đứa con mới chỉ có mười mấy tháng thôi, đã dâng cho Đức Bà, đã chỉ cho con mình biết, dẫu rằng lúc đấy đứa trẻ nó có thể nó chỉ nhận chân ra được những gì xảy đến với nó trong một cái tình trạng mà ta gọi là vô thức đấy, nó chưa có ý thức. Nhưng mà trong cái tình trạng vô thức đấy, người mẹ khi chỉ vào hình của Đức Bà và nói tạ ơn Đức Bà đi con, ạ Đức Bà đi con, chỉ cho đứa trẻ thấy nơi Đức Bà đứng trên ngọn núi đá, thì những hình ảnh đó khắc ghi trong lòng của đứa trẻ và thiết lập ở nơi nó một mối tương quan lành thánh với Đức Trinh Nữ Maria. Có rất nhiều bà mẹ khoe với chúng tôi, con nó biết đọc kinh rồi, nó chỉ có 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi gì thôi, mà cháu biết đọc kinh Lạy Cha, cháu biết đọc kinh Kính Mừng, cháu biết đọc kinh Sáng Danh, và cháu đọc thật và đọc thuộc không vấp. Cháu không ý thức được những cái lời kinh mình đọc ra như thế, nó nghĩa như thế nào, nó có ý nghĩa làm sao. Nhưng mà trong vô thức, cháu đã thiết lập một mối tương quan với Thiên Chúa là Cha, với Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc, và với Đức Trinh Nữ Maria là một người mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho. Những gì mà các cháu ghi khắc ở trong lòng của mình, trong linh hồn của mình, điều đấy không mất đi được. Sau này sẽ có những cái lúc mà các cháu bị khủng hoảng lòng tin, các cháu nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa cũng như tình thương mà Đức Kitô đã dành cho mình. Các cháu có thể nghĩ rằng ơn cứu chuộc chẳng bằng cơm gáo gạo tiền, ơn cứu chuộc của Chúa xem đã nhẹ lắm, và đó là cái chuyện đời sau, chứ còn đời này thì còn phải bươn chải, còn phải mệt mỏi, có tiền kinh tế để lo lắng cho gia đình. Có thể các cháu sẽ quên đi điều đấy, nhưng mà vì trong tâm hồn của các cháu đã ghi khắc cái hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, và đã có lần môi miệng các cháu đã đọc những lời kinh dâng lên Chúa, dâng lên Đức Mẹ, cho nên các cháu dễ dàng nhận ra được một cái tiếng nói thôi thúc ở trong linh hồn của mình: về với Chúa đi. Một cái tiếng nói thôi thúc đầm ấm mà các cháu sau này nhận ra đó là tiếng nói của Đức Bà, của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Làm gì thì làm, hãy lo đến phần rỗi, lo đến chuyện rỗi linh hồn. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy ngôn sứ Isaiah đã thốt ra trong cái niềm vui: tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao, vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Và cái niềm vui này diễn tả như là cái niềm vui của chú rể được gặp gỡ cô dâu của mình, là niềm vui của đất đai được sinh ra muôn loài thảo mộc, là cái niềm vui của cây nay đã phát triển và phát sinh ra hoa trái để đem lại cho con người những hoa thơm, những trái ngọt. Đức Trinh Nữ Maria mà ngày hôm nay chúng ta nhớ đến trong lời cầu kinh cầu Đức Bà, Đức Maria làm cho chúng ta hoan lạc, không phải là vô ích và vô nghĩa đâu thưa anh chị em. Trong bài tin mừng chúng ta thấy nó có nguồn gốc, nó có căn cứ ở Thánh Kinh. Khi Đức Trinh Nữ Maria đến thăm viếng người chị họ của mình là bà Elizabeth, và bà Elizabeth đã được ơn Thánh Thần Chúa cất tiếng ngợi khen: bởi đâu tôi được mẹ Chúa đến thăm tôi,
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, hài nhi trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Bởi đâu như thế, tôi được mẹ của Chúa đến thăm tôi. Đó là một cái niềm vui cực đỉnh, niềm vui của một con người diễn tả ra bằng lời, ở trong một cái tình trạng mà vì Chúa đã yêu thương tôi. Bởi đâu Chúa yêu thương tôi, bởi đâu mà Chúa lại khiến cho mẹ của Chúa đến thăm tôi như thế này, bởi đâu mà tôi có được cái niềm hoan lạc. Và trong cái kinh nghiệm của bà Elizabeth biết, đứa con trong bụng nhảy mừng lên. Cái niềm hoan lạc đó, thưa anh chị em, nó là niềm hoan lạc thánh thiện, một niềm hoan lạc đạo đức. Đó là niềm hoan lạc của những người có lòng tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta thì không phải là tách biệt đức tin, bởi vì đức tin phải diễn tả trong đời sống. Và chính vì vậy mà đôi khi và nhiều khi niềm hoan lạc chúng ta có được đặt ở nơi Thiên Chúa, đặt ở nơi sự cứu chuộc, sự cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô bị mai một, bị bào mòn, bị lãng quên. Và chính trong những lúc đó thì Đức Chính Nữ Maria trong cái vị thế đặc biệt, một cái vị thế mà có thể nói rằng trong thánh ý của Thiên Chúa, trong kế hoạch cứu chuộc con người không thể thiếu được. Đức Chính Nữ Maria mẹ của Chúa, nếu chúng ta không đến được với Chúa, mẹ sẽ mang Chúa đến với chúng ta. Và nếu chúng ta không có sức để đến với Chúa nữa thì Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa, như những người mẹ Công giáo đưa con mình đến với Chúa, đến với Đức Bà. Cái vai trò của Đức Chính Nữ Maria luôn luôn cần thiết trong đời sống người tín hữu chúng ta, trong đời sống đức tin của chúng ta. Thưa, nếu chúng ta không đến được với Chúa, mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa, bồng bế chúng ta đến với Chúa. Và nếu linh hồn của chúng ta thương tích cho tội lỗi và không sao có thể chữa lành để bắt hoặc thì Đức Mẹ sẽ giúp cho chúng ta có được cái thứ thuốc thần diệu của Thiên Chúa, là những ân sủng của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, đấng chữa lành chúng ta, đấng giao hòa chúng ta về lại với Thiên Chúa là Cha. Vị trí của Đức Chính Nữ Maria đấy làm cho chúng ta hoan lạc trong ngày hôm nay, khi chúng ta ngắm nhìn khuôn mặt hả ái của mẹ, nghĩ về những hành động cao cả mà mẹ luôn dành cho chúng ta là con cái của mẹ. Từng người một, không ai có thể nói rằng là mẹ có một đám đông con cái và như thế thì mẹ không hiểu tôi rồi, hoặc là trong cơn đau khổ này ngay cả mẹ cũng không hiểu được tôi đau khổ đến mức độ nào, tôi thất vọng đến mức độ nào, tình trạng tôi thê thảm và bi đát đến mức độ nào. Không ai có thể nói ra câu này cả, vì Đức Chính Nữ Maria trong cái kinh nghiệm của Ngài, trong cái kinh nghiệm thương đau của đời sống đi theo Chúa Kitô, kinh nghiệm của lòng tin, và lòng tin đó cũng bị thử thách, thì mẹ đã chiến thắng. Mẹ chiến thắng, mẹ đã đi ngang qua tất cả những cái gian nan của đời sống như chúng ta, mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi thôi. Và trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mẹ đã đi theo Chúa cho đến cùng. Và chính vì vậy cho nên mới có lý để mà nói rằng mẹ, vì đã trải qua tất cả những cái giai đoạn bi thương của cuộc sống làm người và làm con Chúa, và giữ vững đức tin như vậy, cho nên mẹ có lý để trở thành là nguồn hoan lạc của chúng ta. Nguồn hoan lạc của chúng ta trước hết đó là vì chúng ta có mẹ. Thưa anh chị em, chúng ta có mẹ, chúng ta không phải là những đứa con hoang, chúng ta phải là bỏ rơi. Chúa, trong kế hoạch của Chúa đã tính toán mọi sự, chúng ta có một người mẹ. Và nếu người mẹ vật chất không ở với chúng ta mãi thì còn có Đức Mẹ, còn có người mẹ thiêng liêng. Nếu người mẹ vật chất máu huyết chỉ thúc giục chúng ta, con ơi mùa chay rồi, xưng tội chưa, đi lễ đi, đừng bỏ nữa, đừng khô khan, đừng nguội lạnh nữa, hãy nghĩ về linh hồn, hãy thương linh hồn của mình. Và chắc có lẽ người mẹ huyết nhục chỉ có thể giúp chúng ta đến thế thôi. Thì người mẹ thiêng liêng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nói vào trong linh hồn của chúng ta, nói vào trong cái linh hồn khốn khổ bị đầy đọa bởi chính cái thân xác của nó. Hãy làm cho linh hồn được tự do đi. Hãy gỡ bỏ tất cả những cái xiềng xích mà con còn cầm buộc chính linh hồn của con đi, rồi con sẽ thấy được thế nào là tự do làm con cái của Thiên Chúa. Các con sẽ hiểu được rằng thế nào là sự tuyệt vời của một người bước đi trong ân sủng của Chúa. Và với đức tin của mình, người đó sẽ đương đầu với những cái phong ba thử thách,
với những cám dỗ của Satan, của thế gian và của xác thịt. Niềm vui đầu tiên của chúng ta là được Chúa ban cho một người mẹ. Và niềm vui thứ hai đó là người mẹ gìn giữ đức tin cho chúng ta. Người mẹ đầy ân sủng ấy sẵn sàng chia sẻ những ân huệ mà mẹ có cho đoàn con của mẹ, đoàn con khốn khổ của mẹ ở trần gian này. Thưa anh chị em, không ai trong chúng ta là không đến cầu nguyện với Đức Mẹ ít là một lần. Trong chúng ta không ai nghiệm ra rằng Đức Mẹ không giúp chúng ta ít là một lần. Nguồn ân sủng của mẹ luôn luôn chan chứa, vì mẹ là đấng đầy ân phúc. Và ân phúc đó mẹ chia sẻ cho chúng ta để giúp cho chúng ta bớt đi gánh nặng của lo âu, của sự phiền muộn, của những vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu trong đời sống. Để làm gì thưa anh chị em? Không phải là những cái niềm vui đó để chúng ta được như ý, được bình an, được mọi sự lành thánh, không phải. Mà điều quan trọng nhất đó là chúng ta vẫn còn có giữ được đức tin cao quý mà Chúa ban cho chúng ta. Và chính vì đức tin như thế này mà chúng ta thấy được cuộc sống của chúng ta vẫn tràn ngập ân sủng của Thiên Chúa. Một khi chúng ta đón nhận mẹ Maria là mẹ, là nguồn hoan lạc của lòng chúng ta, của linh hồn chúng ta. Và điều thứ ba, cái niềm hoan lạc của chúng ta đấy là gì? Là chúng ta luôn luôn được mẹ dìu dắt trên con đường đức tin, trên hành trình làm người của chúng ta, thưa anh chị em. Có rất nhiều người Công giáo ngày hôm nay nghi ngờ sự hiện diện và đồng hành của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ. Cứ tưởng rằng là mẹ ở nhà thờ, con đến với mẹ thì mẹ với con mới gặp được nhau. Cứ tưởng rằng là mẹ ở trên núi đá đấy, con phải ngước mắt nhìn lên cái rặng núi đấy thì mới thấy được sự hiện diện của mẹ ở bên trên. Mà mắt mẹ thì lại hướng về trời, chẳng ngó đến con cái gì. Không phải vậy đâu thưa anh chị. Mẹ vẫn đồng hành với chúng ta, vẫn ở bên chúng ta. Và nếu có thể nói ai là người hiểu rõ tình trạng chúng ta nhất, thưa rằng đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Nếu chúng ta có được ánh mắt thiêng liêng, anh chị em sẽ thấy các thiên thần hộ thủ chúng ta sẽ dìu chúng ta, dẫn đưa chúng ta vào trong tòa giải tội, trong mùa chay này, để chúng ta giao hòa với Thiên Chúa. Nhưng nếu với con mắt thiêng liêng và hiếu thảo của một người con, nhận ra mẹ vẫn sống, vẫn đồng hành, vẫn hiện diện với cuộc đời của mình, thì thưa anh chị em, mẹ vẫn quỳ đấy để cho anh chị em, để chúng ta có thể to nhỏ với Chúa, ngang qua người đại diện của Chúa ở trần gian này, để chúng ta có thể trút ra những nỗi lòng, những hoàn cảnh, những vết thương trong tâm hồn, trong những mối tương quan mà chúng ta làm gãy đổ với nhau, gãy đổ với Chúa và gãy đổ cả với chính bản thân của mình nữa. Mẹ Maria như thể rằng là chiêm ngắm một cái niềm vui không thể tưởng tượng được khi đứa con của mẹ đã vâng lời mẹ, đã cùng mẹ đi đến tòa nhà tội và mẹ lui ra để cho chúng ta được giao hòa với Chúa. Thưa anh chị em, đó là niềm vui cao cả của những con người thật sự nhận biết rằng Chúa là nguồn ơn cứu rỗi cho mình, Chúa là đấng cứu chuộc mình, và ngoài Chúa ra không có một Chúa nào khác nữa. Người đó luôn luôn nhận ra được sự hiện diện đầy yêu thương, đầy cứu giúp của mẹ Maria, và đó chính là cái niềm hoan lạc, đó chính là niềm an ủi, đó chính là nguồn động viên để cho chúng ta trong mùa chay này có thể đến với Đức Trinh Nữ Maria và được tràn đầy ân phúc, phúc lành mà Chúa ban cho chúng ta qua việc Chúa chữa lành hồn xác cho chúng ta. Xin mẹ Maria gìn giữ chúng con, hướng dẫn chúng con, an ủi chúng con và cho chúng con hiểu được rằng có mẹ ở bên, đó chính là nguồn hoan lạc của chúng con. Vì mẹ đến với chúng con, giúp cho chúng con vững tin vào tình thương của Chúa Cha, bày tỏ nơi sự cứu rỗi của Đức Giêsu Kitô, đấng lúc nào cũng muốn chúng con về giao hòa với Chúa để được ơn cứu chuộc từ nơi Chúa, để trở thành là những người con thật của Chúa và của mẹ. Amen.